Mến chào quý cô chú ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cúc, có một số hoa mẫu đơn được gỡ hoa. Tiếp tục giao lưu tới quý cô chú nha. Rồi, chào chị. Chào anh Thái, chào tất cả bà con đang xem kênh của Phá Thái ạ. Hôm nay nhà con có lại mặt hàng hoa mẫu đơn và mong các cô chú anh chị ủng hộ cho con ạ. Và số điện thoại của con là 0703236412 cũng là số giao lưu của con ạ. Mà một vừa ra con cảm ơn các chú anh chị ủng hộ cái clip vừa rồi ạ. Rồi. Mã số 1 con lên là một phôi vàng nó nhỏ. Và chiều cao là 25. Và hoành này 32. Cây này xì mầm quý chú, lên mầm hết rồi. Cây này về quý chú mình vô cái chậu dẻ ha, mình nuôi tay cành lên. Phôi trang vàng lá nhỏ, rồi giá luôn chị. Mã số 1 là 300 ngàn ạ, bao ship bao sắm ạ. Cây lên mầm rất là mạnh rồi nha. Rồi mã số 2. Phôi rất là già. Cây chiều cao là 24. Hoành này 22. Rồi, cây này lên mầm rất là mạnh nha, đế tứ diện ha. Dạ. Rồi giá luôn. Mã số 2 cũng là 300 ngàn bao ship. Cái này là mã số 3. Mã số 3, một phôi trang vàng, này là lùng lực nha. Dạ, chiều cao 16, cởi nó đi. Dạ, hoành này 30 ạ. Rồi, cây này rất là đẹp quý chú, này do vô cái chậu dĩa để ban công ha. Dạ. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 3 cũng là 300 ngàn bao ship ạ. Cái này là mã số 4 là một cây Mỹ vàng nghệ. Được anh, mà anh lấy 2-3 cục gạch thì có nghiêng người chim thôi. Dạ, chiều cao là 1m05 ạ. Dạ, tán ngang là 95 ạ. Đặc biệt Mỹ vàng nghệ màu hoa rất là tươi, rất là đậm quý chú. Tông rất đẹp nha. Dạ, quanh này ở đây là 11 ạ. Đó, đại diện ngay cổ eo là 11. Cái này có đế hết nha. Cái này có hốt thăng 40 ạ. Tay cành gom. Rồi giá mã số luôn, Mỹ vàng nghệ. Mã số 4 là 400 ngàn, bao ship, bao sắm toàn quán cho cô chú anh chị. Phôm rất là đẹp. Đây là mã số 5. Cây trăm ổi, hoa thơm, ngũ sắc. Này mình để dưới vậy, chị, để dưới bàn tay đi. Cái này chiều cao là... Này do cây một cốt tàn vấn. Là 1m3. Tán ngang 1m1 ạ. Trăm ổi hoa thơm nha quý chú. Màu cái mùi giống như ổi xẻ đó. Đổi màu liên tục nha. Chiều hành này 9,5. Rồi, cây này cái củ dưới nở nha. Nè. Này thấu thân 70 ạ. Cây thuần chậu, trăm ổi ngũ sắc. Rồi giá cho cái cây trăm ổi luôn. Dạ, mã số 6. Ủa, mã số 5 là 600 ngàn ạ. Rồi, 600 ngàn một cây trăm ổi hoa thơm. Đây. Đem đi xuống đi. Cái nào? Đem cái cây đó ra ngoài kìa. Đây là mã số... mã số 6. Vẫn là trăm ổi, hoa rất thơm quý chú. Màu rất là đẹp nha. Để chiều cao là 1m. Tán ngang là 97 ạ. Dòng này cực kỳ sai hoa luôn, đổi màu. Dạ, hoa này 78. Rồi, cây mò thân chậu nha, một cốt. Dạ. Là thấu thân là 50. Phôm rất là đều nha. Dạ. Hoa rất đẹp. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 6 là 400 ngàn ạ. Đây là mã số 7. Chiều cao là 1m2. Màu vàng, màu cam, màu đỏ. Tán ngang là 90. Tím rất là nhiều, ngũ sắc. Như hoành 7. Đây thấu thân là 75. Hoa rất thơm luôn, rồi giá luôn. Và mã số 7 cũng là 400 ngàn luôn. Đây là mã số 8. Dạ, chiều cao là 1m2. Tán ngang là 85. Hoành này 5,5. Thấu thân 70. Rồi, giá luôn. Mã số 8 cũng là 400 ngàn. Đây là mã số 9. Đó. Mã số 9 kìa. Cây đỏ. Đỏ nhung. Ồ, cây này nó lên búp kẹo hết trơn quý cô chú ơi. Dạ, chiều cao 1m. Tán ngang là 95. Quanh này 12. Cây này có đế nè, đế dạ. Nơm nha quý chú. Tại xưa trồng trong cái thùng á. Dạ, thấu thân là 35. Đây cái phôm nè, lên hoa kẹo chứ. Rồi giá luôn. Mã số 9, 300 ngàn bao ship ạ. Tiếp theo.
mã số 10, một cây đỏ lá trung, gọi là đỏ đổi màu miền Nam quý chú. Chiều cao là 1m1 và tán ngang là 85. Và hoành là 11. Quả sai cái đế. Cây rất già nha. Một cốt phần tàn. Cốt thân là 70. Và mã số 10 cũng là 300 ngàn luôn ạ. Mã số 11. Để chiều cao là 1m. Tán ngang là 90. Dạ hoành này 8. Rồi, cây này có cái củ nở hả? Rồi. Thật thân. Dạ, mã số 11 cũng là 300 ngàn luôn ạ. Mã số 12. Cây vàng ta. Vàng lá trung. Dạ, chiều cao là 90. Tán ngang là 96. Vàng ta màu rất là nét. Dạ, vành này là 9. Củ này nở nha quý chú, nguyên một cái nồi luôn. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 12 là 300 ngàn ạ. Tiếp theo. Mã số 13. Chiều cao là 90. Tán ngang cũng 90 ạ. Dạ, hoành 7,5. Đây, cái nồi đấy. Dạ, rồi. Mã số 13 cũng là 300 ngàn luôn ạ. Mã số 14. Một cây vàng lá trung. Cây này cái tông lùng lực nha. Và chiều cao là 73. Tán ngang là 79. Cây xanh mướt luôn. Cây này cái nồi đế chưa dọn nha quý chú. Dạ, hoành 11. Này có khăn khoáng 15 đi. Dạ. Cây rất già. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 14 cũng là 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo, mã số 15. Một cây cam cà rốt. Vàng cam. Cây gì đấy. Dạ, chiều cao là 70. Tán ngang là 77. Dạ, hoành này 10. Đây, màu cam cà rốt nè quý chú, còn gọi là vàng cam á. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 15 là 200 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 16. Dạ, chiều cao là 69. Tán ngang là 79. Hoa màu rất đẹp nha. Dạ, hoành này 7. Rồi, cây này thần bầu của quý chú ơi, rễ gà trắng chân. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 16 cũng là 200 ngàn. Theo mã số 17. Phồm rất tròn. Cao là 77. Tán ngang là 80. Phồm tròn vo luôn ha. Dạ, hoành này 9,5. Rễ nó gà nè. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 17 cũng là 200 ngàn luôn ạ. Theo mã số 18. Vẫn là cam cà rốt. Chiều cao là 70. Tán ngang là 74. Màu hoa rất đậm nha. Dạ, hoành này 8. Lô này thoát thân khoảng 1 tấc quý chú ơi. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 18 cũng là 200 ngàn ạ. Theo mã số 19 cũng là cam cà rốt. Dạ, chiều cao là 70. Tán ngang là 79. Phồm rất là đều ha. Đây mình để nó ra trắng hết trơn rồi nè. Dạ, hoành này 9 ạ. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 19 cũng là 200 ngàn luôn ạ. Theo mã số 20. Dạ, chiều cao là 72. Tán ngang là 72 luôn ạ. Dạ, hoành này 8. Lô này rễ nó ra trắng hết trơn quý chú. Mua về quý chú mình vô chậu ha. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 20 cũng là 200 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 21. Đây, chiều cao là 69. Tán ngang là 77 ạ. Dạ, hoành này 8. Rồi. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 21 cũng là 200 ngàn ạ. Rồi. Theo mã số 22. Cây hồng phấn ạ. Hồng phấn xưa. Rồi, chiều cao là 70. Tán ngang là 60. Cây này tàn rất đẹp nha quý chú. Cao quanh 11. Rồi. Cây này thần trên bầu lâu rồi.
tầm khoảng 10 ngày nửa tháng rồi. Rồi giá luôn. Dạ mã số 22 cũng là 200.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 23. Và chiều cao là 60. Tấn ngang là 67 ạ. Dạ hoành này là 13. Cái này đế tứ diện ha. Nguyên một nồi đế luôn. Rồi giá luôn. Mã số 23 là 200.000 ạ. Tiếp theo mã số 24. Và chiều cao là 70. Tấn ngang là 60. Dạ hoành này 11. Rồi. Hồng phấn xưa. Rồi giá luôn chị. Mã số 24 cũng là 200.000 ạ. Đồng giá luôn ha. Dạ đồng giá. Này bán sổ luôn. Dạ mã số 25, chiều cao là 61. Tấn ngang là 66. Dạ quanh này là 13. Cây rất già. Rồi giá luôn. Dạ mã số 25 cũng là 200.000 đồng giá luôn chú anh chị. Cái form rất là đều nha quý chú. Tiếp theo mã số 26. Dòng này rất là chậm lớn nha. Là chiều cao là 66. Tấn ngang cũng 66 luôn ạ. Dòng này hồng phấn xưa nha. Dạ quanh là 11. Rồi giá luôn. Mã số 26 cũng là đồng giá 200.000 luôn ạ. Theo mã số 27. Là chiều cao là 68. Tấn ngang là 70. Hoa rất là dễ thương ha. Dạ quanh 11 ạ. Rồi giá dạ luôn. Mã số 27 đồng giá luôn của chú anh chị hả? 200.000 luôn ạ. Theo mã số 28. Mỹ cam. Cây cái tông rất là đẹp nha. Dạ chiều cao là 90. Tấn ngang là 1 mét ạ. Nở hoa rất là tươi ha. Dạ hoành này 12 ạ. Cây này củ đế chưa khui nha quý chú, còn sâu nha. Này thấp thân khoảng 1 tấc. Rồi giá luôn. Mã số 28 là 400.000 ạ. Đặc biệt bao phí ship nha quý chú. Mã số 29. Vẫn là Mỹ cam. Rồi chiều cao là 90 ạ. Cây một cốt phơm tàn đều. Tấn ngang là 1 mét mốt ạ. Này thấp thân tầm khoảng 20. Dạ hoành là 11 ạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 29 là 400.000 luôn ạ. Thế mã số 30. Là chiều cao là 98 ạ. Tấn ngang là 85. Form rất là dày nha quý chú, form rất là đều này. Dạ hoành này 12. Rồi cây này có củ đế nở nha, mình này không có khui nha. Rồi giá luôn. Dạ mã số 30 cũng là 400.000 ạ. Dạ mã số 31. Vẫn là Mỹ cam. Cây này cái phơm tàn nó hơi bay bay ha. Dạ chiều cao là 79 ạ. Tấn ngang là 90. Cây này củ đế nở. Dạ quanh 10. Đế chạc. Rồi giá luôn. Dạ mã số 40. Ủa mã số 31 là 400.000 ạ. Tiếp theo mã số 32. Vẫn là Mỹ cam. Cây này cái tông rất đẹp quý chú. Này về lên cái chậu rất là nặng cây. Và chiều cao là 87. Tấn ngang là 1 mét ạ. Dạ hoành em 10. Rồi. Dạ mã số 32 cũng là đồng giá 400.000. Dạ số điện thoại của con là 0703 236 412. Cũng là số Zalo của con, mong cô chú anh chị ủng hộ con ạ. Mã số tiếp theo, mã số 33. Một cây vàng hường đột đỏ, dòng này cánh bầu nha. Dạ, chiều cao là 1m1 ạ. Hoa rất đẹp. Dạ tấn ngang cũng 1m2 ạ. Dạ hoành này 8. Hoành thân 8, này cây này củ đế chưa khui nha quý chú. Này thoát thân là 43 ạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 33 là 400.000 ạ. Tiếp theo mã số 35. Cái này mã số 33 ạ. Mã số 34 tiếp theo. Mã số 34 ạ. Vàng hường rực đỏ luôn. Lô này lên búp kẹo chân quý chú. Chiều cao 1m1 ạ. Mỗi đọt mỗi búp luôn rồi. Hoa. Hoa rất to. Dạ tán ngang là 1m1 luôn ạ. Dạ hoành này 9. Cái này thoát thân là 37 ạ. Rồi giá luôn. Mã số 34 là 400.000 ạ. Thế mã số 35.
Còn cây này cái quá sáng hoa luôn rồi, cực kỳ đẹp luôn quý chú, hai màu. Giờ chiều cao 1m15 ạ. Rồi tán ngang 1m ạ. Màu hoa rất là nổi nha. Giờ bình này 8. À, cái này khó khăn là 42 ạ. Rồi giá luôn. Ở số 35 là 400.000 ạ. Xe mã số 36. Ồ, đang đang full mặt hoa quý chú. Cánh rất là đẹp luôn. Ở số 36 ở chiều cao là 1m15 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Cây một cốt dáng trực thẳng nha. Dạ quanh này 8 ạ. À, cái này thấp thang là 40 ạ. Rồi giá luôn. Mã số 36 là 400.000 luôn ạ. Rồi mã số 37. Lô này dễ chốt gặp quý chú, nó đồng trạng nhau ha. Giờ chiều cao là 1m12 ạ. Tán ngang 1m ạ. Dạ quanh 7 gữ. Cây này củ đế nở nha. Dạ. Cái này hốt thân là 49 ạ. Rồi giá luôn. Mã số 37 cũng là đồng giá 400.000 luôn ạ. Thế là mã số 38. Vẫn là vàng hơn đỏ đỏ quý chú. Cây này, lô này đang lên cơi bo búp nha. Dạ chiều cao là 1m05 ạ. Tán ngang là 1m. Củ nở ha. Dạ hoành 8. Cái này khó khăn là 32 ạ. Dạ mã số 38 cũng là 400.000 luôn ạ. Rồi. Dạ mã số 39. Dạ chiều cao là 1m ạ. Tán ngang 1m1 ạ. Form rất là tròn quý chú, cây này rất đẹp nha. Dạ hoành 8. Một cúc sạch. Dạ, tốt hơn là 33. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 39 cũng là 400.000 luôn ạ. Nghe mã số 40. Dạ, chiều cao 1m2 ạ. Tán ngang là 1m1 ạ. Wow, cực kỳ đẹp, dài sọc nhẹ quá chú. Dạ, quanh này ta 7 rưỡi. Đây, cái củ nè, lô này có củ hết nhưng mà chưa khui nha quý chú. Đó, khó khăn là 43. Rồi, giá luôn. Mã số 40 cũng là 400.000 luôn ạ. Theo mã số 41. Giờ chiều cao 1m2. Tán ngang là 1m ạ. Giá hoành này 8. Rồi, giá luôn. Mã số 41 cũng là đồng giá 400.000 luôn ạ. Xe mã số 42. Chiều cao 1m1 ạ. Tán ngang 1m ạ. Lá lên xanh mướt, cái form rất đẹp quý chú. Dạ hoành này 9. Đây, hốt thân là 30. Rồi giá luôn. Dạ mã số 42 cũng đồng giá là 400.000 ạ. Theo mã số 43. Cây này thì hoa thì thôi khỏi nói rồi quý chú ơi. Dạ, chiều cao là 1m1 ạ. Tán ngang cũng 1m ạ. Phồn hoa rất đều. Dạ hoành này 8. Tông này rất đẹp nha. Đây, hoa lên. Rồi giá luôn chị. Dạ mã số 43 là 400.000 ạ. Theo mã số 44. Hoa nó mới nở lên nhìn rất là đẹp quý chú. Hoa lẫn hai màu ha. Đây. Dạ chiều cao 1m2 ạ. Tán ngang 1m. Form rất là đều luôn. Cây này lớn nha. Dạ hoành này 9 ạ. Ở này thoát khăn là 55 luôn ạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 44 là 400.000 luôn ạ. Theo mã số 45.
là chiều cao là 96 ạ. Bán ngang 1 mét ạ. Dạ hoành này 8,5. Tính 8. Lên bức kẹo cho ha. Bức thang là 30 ạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 45 là 400.000 ạ. Thang mã số 46. Tông rất là đẹp quý chú. Chiều cao là 1 mét. Cánh rất là to. Cánh ngang 1m1 ạ. Lô này hoành đồng trạng ha. Dạ, hoành này 8,5. Cái này khóa thân là 34 ạ. Rồi, giá luôn. Mã số 46 cũng là 400.000 luôn ạ. Ở đây mà. Có 7 người nè. Dạ, nó sao 47 ạ. À? Mỹ Hồng. Mỹ Hồng ạ. Đây là 48 vậy. Mỹ Hồng. 48 thì 50 luôn. Thấy gì? Không kêu lộn rồi nè. Nhảy mã gì vậy? Nhảy rồi. Rồi. Có đâu? Mua đó. Mà số 48, Mỹ Hồng. 48 này, tới 50 luôn kìa. Mỹ Hồng á. Dạ. Kìa. Số 48 nãy 47 hả? Đúng rồi. Mã số mới nãy 46 47 gì đó. 46 47. Mã số này là 48 đi. Mã số này 48 ạ. À. Lỡ ghi mã rồi. Để chiều cao là 1m1 ạ. À. Mỹ Hồng nha quý vị chú. Bán ngang là 1m1 luôn ạ. À. Hồng rất là đẹp luôn. Dạ hoành này 10,5. Cây này thần bầu rồi nha, lên rễ rồi. À thoáng thang là 50 ạ. À. Rồi giá mã số. Mã số 48 là 350.000 ạ. À. Cây cái form rất là đều ha. Cây này về quý chú mình lên cái chậu ha. Nhìn rất là lực luôn. Xe mã số 49. Mã số 49 ạ. À. Mỹ Hồng. À, chiều cao là 1m25 ạ. À. Bán ngang là 1m ạ. À. Form rất là đều ha. Cây một cốt. Dạ hoành này 9,5. Cây này cũng thần bầu nha quý chú. Ở đây khó khăn là 49 ạ. À. Rồi giá luôn. Dạ mã số 49 là 350.000 cuối clip con chúc của cô chú anh chị đầu tuần nhiều sức khỏe và lựa nhiều cây đẹp. Giờ của con xin chân thành cảm ơn. Rồi hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha. Hôm nay thì báo giá một số hoa trà mỏi rất là thơm. Hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha.